Chưa. Chị để riêng cho đẹp nhá. Bây giờ em có một cái kẹo. Em cũng thêm một cái kẹo ông ấy. Một cái kẹo cộng một cái kẹo bằng một một. Sai. Thì một với một là gì? Bằng hai. Một với một. Một với một bằng hai. À đúng không? Chị hơi nhầm một tí, quên. Có cái sau chị không bao giờ chị sai đâu. Bây giờ em có hai cái kẹo, em cậu thêm hai cái kẹo nữa không ấy? Đây là kẹo đâu, đây là thạch mà. Đất kê. Hai cái thạch. Bốn cái. Đúng rồi. Sao chị nói đúng mà? Mãi rồi mà vẫn có phải đến ngón tay. Kệ chị thì đến ngón tay kệ chị đây. Nhưng mà chị đến ngón tay đúng không? Mình muốn subscribe cho